Welcome back to Soson Farm Channel. Have good day filled with joy. Thank you.
Ngoài nó mới ra. Đàn này chắc là chuẩn bị lở. Đàn này là chuẩn bị lở. Ở đàn bên này. Còn đàn chim phố. Ngồi một chỗ mà chị Phan mà ngồi một chỗ chỉ tay năm ngón ấy, mà thuê nhân viên làm hay là mình không tin vào. Thế nhưng sang cái chị đấy luôn luôn.
Những giỏ này kén chọn phết đấy. Chờ mà cho một cái mé nó chọn cả nó không được. Thank you.
ăn theo cá người ta thấy ngon. Người nông dân. 11 giờ đêm hôm qua, hơn 11 giờ đêm hôm qua mới xong chị ạ. Mỗi hôm này đánh hết một thùng này đây. Mỗi bữa ấy. Ăn ghê lắm, ăn sạch lắm. Mới đầu nó bỏ lại ngô nhé. À, bỏ lại hạt mạch. Hạt mạch kia này. Nó to nhưng mà nó bỏ lại. Đấy là một thôn hôm đầu tiên thôi. Xong em không cho ăn nữa kệ. Bắt phải nhặt hết. Thì mới cho ăn tiếp. Thế là nó ăn sạch ấy. Không còn cái gì luôn. Hôm vừa rồi em vừa ghép gửi đến đây. Đây em vừa ghép một ít gửi. Ngon đấy cậu ạ. Dạ. Nhanh xong rồi. Các cánh bay phát từ đây sang đến đấy luôn, bay chéo qua eo luôn. Thế mà sao nhìn đây không mãi you
là anh em phải biết cách, không phải là cứ vặt là vặt đâu, vặt là sao hỏng hết quả cây. Phải cắt anh. Những cái cành như này là mình phải cắt đi, còn những cái đây như này là nó vẫn còn mắt này thì mình giữ lại mắt, là mình phải cắt lên đây. Nó sẽ hỏng hết, thế là mình phải cắt cái chỗ nào nó được. Không có cái lực nữa thì cái nó vẻo. Thì ấy đây. Sạch bong rồi chưa?